tao rửa dạo sạch tao luộc luôn vô mày. Để xả với lấy ớt bỏ vô luôn. Mày đột phiền không nói gì không bữa. Mày rộng sao chứ rộng có gì đâu. Bữa được một bịch. Dạ được ba con. Lát con rửa sạch đi bên ăn cơm đi con luộc luôn cho coi. Luộc bỏ xả bỏ ớt vô lên tỉnh còn nóng á. Dạ. Luôn. Đặt thổi. Bởi cái ba làm cũng biết chết nó mẹ làm không chết tao. Động một thau bự vậy. Lăn nhăn lâu. Dạ. Đồng nha mọi người. Ồ quá trời luôn ta. Đó, đưa cho nó cái bọc cái hai. Tao đâu quắt phải lên, tao để trên nè đó. Trời ốc quá để trời quá đó. Đụng vô cái nó lăn đi á. À, thì đụng vô là có nước đọng tay hả? Không biết luôn á. Kỳ cục. Đó các bạn biết tại sao mà hôm nay tôi có mặt ở Bình Dương các bạn. Thấy tôi làm video ăn uống các bạn. Xong đem cho tôi một bịch trà bá luôn. Ông ráp đưa vậy nè. Mà chị về tôi vậy cô. Xong. Tôi đem vô. Tôi kêu là nhắn hỏi Văn thử. Văn kêu không phải, không sao đâu. Do nước á. Nước cái kia kiểu nước tôi mình rửa vài nước thôi. Tôi rửa 30 nước cái tin luôn. Xong rồi tôi ngâm tiếp, tôi ngâm xong tới chiều tôi đem ra tôi ngồi tôi chà từng con nhé. Các bạn biết mà một thau vậy nè, tôi ngồi tôi chà từng con một á, xong được một dĩa. Một dĩa xong tôi bỏ 30 cây sả vô. Tôi luộc xong tôi ăn được 3 con các bạn. Bởi vậy hôm nay tôi phải ra. Tôi phải kêu dẫn ra ngoài này. Để tôi ra tận nơi bắt về tôi ăn cho nó yên tâm. Hôm nay tôi đi cảo ở đây nha mọi người. Đó. Hôm nay không cần bắt mà gọi là hốt nha. Bá ơi, tao dắt vô xuống nữa. Ở trên sao? Quá trời luôn mọi người. Đó. Ở nhưng mà cái này mình có lửa thì con được con bự không ta? Lửa chứ, ai không phải ngoài trời không biết lửa. Lửa để... Thích bắt con nào thì bắt à. Đầu đường là tính tiền của mẹ nha. Không có chơi trò đó nha. Không mà ốc nhiều thiệt luôn mọi người. Nhìn nè. Quá trời luôn nè. Cái này chỉ có túm lại hốt thôi chưa. Mà chiều nay Vân nó bận đó mọi người. Nên kiểu như là không có có làm ở đây luôn được. Nên kiểu là mình sẽ đem về Sài Gòn á. Chịu khó bỏ một tiếng đồng hồ đi xe mọi người. Qua đò được các kiểu cùng đã ra được tới đây gần 2 tiếng nha. Gần 2 tiếng rồi. Ấy mà thiệt cái này mà mình nấy mình ăn được luôn đã hơn. Vân Hỷ phải ngâm sả với lại ớt cho nó nhả bùn ra. À đúng rồi. Đây, ở đây có cá không vậy? Sau em với thầy nữa đó. Tôi làm sao đủ một thau này tôi về được rồi nha các bạn. Ăn ít thôi ăn nhiều người ta nói. Bắt đầu thao gì vậy? Nằm trong mấy cái hốc này nè. Ù bựa.
xảo bằng tay bác hay cuộc xảo rồi bao nhiêu nước nó tù ra từ từ đỉnh đổ nước nhiều nữa sao là móc này làm sao chị sao vậy nè xạo nước cho nó năm sáu nước đó ấy nó xả trà rồi nó tuôn thử ra ớt đồ nó bỏ ớt vô cái nó nhả là hết. Ốc này mua nhiêu ký vậy chị sao? Ốc mỹ quý mới tốn tiền. Ớt với lá xả là nó tuôn hết. Ở đây là cô Sáu chỉ cái cách mà làm đó nha các bạn. Ruộng mình đó là ruộng sạch nữa. Dạ. Ruộng mang nữa. Ấy ruộng sạch, đồng sạch. Dạ. Lúa tôi làm cũng có sạch thúng. Dạ. Chứ đôi khi không phải là mình cứ ngâm là nó sẽ sạch đâu nha các bạn. Nhiều khi ngâm là nó chết hết. Hả? Cái gì con? Không biết gì mà cũng động. Hừ. Cảm ơn. Để coi thử. Cảm ơn con ha. Ngon chứ. Ngon. Định chú quá. Rồi múc nước nữa. Dạ. Con lấy con đây mà. Con lấy con nó bỏ đi. Các bạn cho sạch đi trước. Dê bưng giờ cơm qua đi bác. Cơm bên bàn kia kìa. Thảo lại mua đồ ăn, thấy con làm cái tự làm chỉ con làm ốc về ngon sợ nó sạch cho nó sẵn luôn. Dạ. Về nó làm ăn. Trời ơi, ở đây muốn ăn ốc là ra ruộng bắt thôi. Quá trời đúng không? Này mà đi mà chừng tiếng hồ là về một rổ có chứ. Nếu mà đi không, mà xuyên xuyên cao rồi nó hơi ít. Nếu mà mình không biết làm á, mình về mình làm cứ bậy tầm bạ, cứ ngâm rồi trà rồi ấy nó cũng chả sạch. Một con hai con thúi là luộc cái nước nó lầy nó thúi quắc luôn. Không có ngon lành gì hết á. Dạ. Còn cô bắt về là con làm con ốc luộc ra nó thơm, nó không có bị hôi, không có bị thúi ốc thúi luôn. Dạ. Bởi nói tụi bay đem đi chứ tụi bay không biết làm đâu. Ô cô bóc gì mà cô bóp gì mà nó không có bị đứt tay hả? Không, cô làm quay ăn tay chân cô là kỹ thuật đó. Hay. Trời ơi, cô hỏi nó con chào từ con chừng nào sạch như cô chải. Có tay có bơ chứ cô lũng có ai gì đâu. Dạ. Không có gì về dạo mà làm thật bằng gì á. Ba linh tâm 397 đổ nước cũng đỡ nhiều chỉ còn đổ ít thì như các bạn đó một nồi trà bá luôn à, cô vừa mới luộc cũng đã quá các bạn ơi. Dạ. Đó đây mọi người coi nha, cái này là cô vừa mới luộc nha mọi người. Ăn cực kỳ cái nước đó mọi người. Nó thơm lắm. Nó ngọt nước nó thơm nó không có bị nói chung là không bị con nào thúi hết mà sạch.
chùa chu đáo á, bỏ tới 3-4 bịch luôn cho nó chắc nè. Rồi, tha hồ hết đi. Rồi. Còn dạ. Xin chào các bạn nha. Tôi vừa mới ở Bình Dương về nha các bạn. Nó chạy bao xa luôn, 1 tiếng mấy. Phê lắm. Đi nó cũng hơi cực các bạn, nhưng mà được cái là nó vui. Mình tự đi bắt ốc các bạn. Mình tự đi bắt xong mà cái ốc này nó kiểu nó sạch đấy các bạn. Thì cô Sáu của trồng lúa nó rất là sạch sẽ. Lúc đầu á thì tôi định là tôi sẽ ra đó tôi bắt, sau đó tôi đem về. Cô Sáu nói là tụi bay về tụi bay không biết làm đâu, có chà có đánh gì nó thì nó cũng kiểu mà nó không có sạch rồi nó bị chết đó các bạn. Rồi nó sẽ bị kiểu bị hôi á, kiểu một con chết thôi là nó sẽ bị hôi à. Đó nên thì cô Sáu nói thôi để tao làm luôn cho về tụi bay ăn thôi. Cảm ơn cô Sáu rất là nhiều. Cô Sáu thật sự là rất là kiểu rất là vui tính luôn các bạn. Đó. Đây, nước chấm thì tôi vừa mới làm xong. Cái này là kiểu như là nước mắm gừng đó các bạn. Đó. Đây là tâm nhang. Đó. Ở nhà không còn một cái tâm xỉ răng nào luôn các bạn ơi. Chán thiệt chứ. Rồi. Đó. Bắt nguyên buổi chiều các bạn. Mà ốc nhiều cực kỳ. Quá trời quá đất. Ôi ôi tôi ra tôi thấy mà. Nằm mà lên luôn á. Cái đó mà thiếu điều chắc hốt luôn các bạn. Đó. Mình sẽ bỏ cái phần đít này nha các bạn. Đó. Quá trời luôn, không biết lượng sao luôn. Để sướng tay luôn á trời. Đó. Ngon lắm các bạn ơi. Bắt vui các bạn. Đi nó hơi xa. Mà vui lắm. Nước mắm nó cay cay. Gừng đó. Nó nồng nồng, thơm thơm. Tôi mới đem về. Thơm quá. Mở cái bịch ra thơm quá, chịu không nổi, quất luôn. Trời ơi. Ngon quá. Bây giờ là tầm 8 giờ mấy. Hồi nãy là 6 giờ mấy tôi chạy từ Bình Dương. Bây giờ là 8 giờ mấy. Tôi lễ hết đống này chắc phải 2 giờ sáng quá các bạn. Ngon quá. Tươi ngon, ngọt, giòn. Nước này nước xả. Cái lúc mà luộc xong á, cô Sáu có dẫn tôi vô cho tôi nếm thử. Trời ơi, cái nước nó ngọt. Mà mở cái nắp này nó thơm. Nãy tôi em về á, mở cái bịch ra cũng thơm, thơm phức luôn. Ngon quá chừng. Cô Sáu có cho thêm một bịch mắm nêm nữa các bạn. Bây giờ tôi sẽ chấm luôn cái mắm nêm luôn coi sao nha. Đây, cái này là, đây, tôi để 2 chén. Nhưng mà nó hơi khó quay các bạn ơi. Nếu mà các bạn nào mà có xem cái clip mà tôi ăn cơm á, tôi ăn cơm ở nhà cô Sáu á, thì các bạn sẽ thấy được cái món mắm nêm nó ngon cỡ nào. Nó có tỏi các bạn, nó có ớt, nó có tỏi, nó có con cá gì đó, ăn sướng lắm bạn. Trời ơi các bạn coi cái clip đó đi. Ăn mà tôi ăn cái đậu rồng các bạn, xong rồi bỏ cái con cá lên, bỏ miếng tỏi lên, bỏ miếng ớt lên, trời ơi chịu không nổi luôn. Trời ơi, cái này chắc tôi phải huy động 500 năm ngàn anh em tới ăn cùng tôi chứ sao tôi ăn thấy được vậy. Ngon quá. Mà con chà bá luôn. Nhiều lắm, quá trời luôn. Con này tôi phải lấy cái nĩa. Tại cái nĩa nó bự quá các bạn. Mấy con nhỏ nhỏ không có chọt vô được. Đó. Giờ tôi sẽ chấm thử cái mắm nêm nha. Đây. Mắm nêm là cái bên này. Cái thau này bự quá các bạn ơi. Không thấy được gì cả.
Nhưng mà ngon không? Trời ơi. Kiểu mà nó tươi các bạn. Nó tươi ăn sướng lắm. À, thật sự là rất là ngon luôn nha các bạn. Rất rất ngon luôn, rất là cay, rất là giòn, ngọt. Nói chung là tuyệt vời. À, con cảm ơn cô Sáu rất là nhiều. À, cảm ơn bạn Vân đã dẫn mình về Bình Dương, đó, cho mình một cái trải nghiệm đi bắt ốc. Cảm ơn các bé nhỏ, cháu của Vân đó, cũng ra phụ phụ rất là vui. Nhưng mà vì cái vấn đề mà của YouTube các bạn nên mình sẽ không bỏ vô được đó. Và cuối cùng là cảm ơn các bạn đã xem cái video này của tôi. Các bạn xem video á, cho tôi một like, một share với một cái đăng ký kênh ở phía dưới á, để ủng hộ cho tinh thần của tôi. À, tôi sẽ cố gắng ra được nhiều video hơn nữa cho các bạn xem nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.